Rồi phụ nữ, cái định nghĩa duy nhất là lấy chồng xong là phải an phận. Ở đâu ra cái định nghĩa đó? Tại sao lấy chồng xong không vẫn được tiếp tục đi làm để kiếm được nhiều tiền hơn? Tại sao lấy chồng xong không diện lên cho đẹp để mình luôn luôn hấp dẫn trong mắt của mọi người và cả chồng mình, mà cứ lấy chồng xong là phải đẻ con cho thật nhiều, rồi mập dần ra, rồi ở nhà nấu ăn nấu nướng. Tôi cũng không hiểu tại sao phải có đúng cái định nghĩa đó thôi, mà không có nhiều hơn một định nghĩa là lấy chồng xong vẫn sexy, vẫn enjoy cuộc sống của mình. Đám cưới xong hai đứa vẫn có bạn riêng, vẫn có thời gian đi hưởng thụ cái chuyện mà mình đã làm khi mình độc thân.